báo cáo với Quốc hội là trên thực tế thì trong thời gian vừa qua, trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như là dư luận rất là quan tâm và có khi thì đề cập đến tiền điện tử, khi thì đề cập đến tiền ảo, rồi tài sản ảo. Thế thì những cái khái niệm này thì có thể được là cũng cần phải làm rõ. Thì cũng xin báo cáo với Quốc hội là ở đây thì nó có một số những cái phân biệt về khái niệm. Thì thứ nhất là tiền điện tử. Tiền điện tử thì nó là thể hiện của đồng tiền pháp định, tức là đồng tiền của Ngân hàng Trung ương phát hành dưới dạng tiền giấy, tiền xu. Thế nhưng mà khi mà một người có tiền giấy, tiền xu như vậy nhưng mà không cầm tiền giấy, tiền xu mà lưu giữ dưới dạng điện tử ở các cái thiết bị điện tử như là điện thoại di động hay là mạng máy tính vân vân. Và cái tiền điện tử này thì nó đòi hỏi là phải có cái tỷ lệ 1:1 giữa cái tiền pháp định với cái tiền điện tử và được thanh toán cái tiền này. Thì cái đấy là cái tiền điện tử. Thì trên thực tế thì Ngân hàng Nhà nước đã có cái thông tư và đã có quy định là có cái ví điện tử, thì thực ra nó chính là tiền điện tử. Và hiện nay thì Ngân hàng Nhà nước cũng đang dự thảo cái nghị định sửa đổi nghị định 101 về thanh toán không dùng tiền mặt, thì chúng tôi cũng sẽ làm rõ cái khái niệm này. Thế còn trên thực tế thì có cái khái niệm về tiền ảo và tài sản ảo. Đấy, mà chúng ta vẫn hay nghe nhắc đến những cái đồng tiền như là Bitcoin ấy. Thế thì cái này thì nó không phải là đồng tiền pháp định do Ngân hàng Trung ương của các nước phát hành, mà nó là do các cái tổ chức trong khu vực tư nhân họ tạo ra trên cơ sở là các cái giải bằng các cái thuật toán trên cái hệ thống mạng máy tính như là đồng tiền Bitcoin vân vân. Thế thì đối với cái đồng tiền này thì nó chỉ được thừa nhận trong một cái cộng đồng nhất định thôi, ví dụ như là một cái cộng đồng game hay là một cái sàn công nghệ vân vân. Thế và đối với các nước thì mỗi một nước thì họ có cái cách thức quản lý khác nhau. Có những nước thì người ta phân những cái đồng tiền ảo và tài sản ảo này như là một cái tài sản hoặc là một cái chứng khoán để người ta áp dụng, người ta thu thuế hoặc là người ta cấp phép giao dịch. Thế còn đối với cái vấn đề này thì của Việt Nam thì chính phủ cũng đã giao cho các bộ ngành chức năng chủ trì để nghiên cứu, để xây dựng cái hành lang pháp lý. Đấy, và Ngân hàng Nhà nước thì được giao vai trò sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng. Thế còn đối với lại đồng tiền kỹ thuật số, đồng tiền kỹ thuật số thì chính là đồng tiền pháp định do Ngân hàng Trung ương phát hành, nhưng mà dưới dạng là tiền điện tử, chứ không phải là tiền giấy và tiền xu. Thế thì cái đồng tiền kỹ thuật số này, hiện nay các nước trên thế giới thì đang trong cái quá trình nghiên cứu và nhiều nước thì thử nghiệm. Đối với Việt Nam thì chính phủ cũng giao cho Ngân hàng Nhà nước cũng thành lập một cái ban để mà nghiên cứu về cái đồng tiền kỹ thuật số này. Thì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là trưởng ban thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp được một số phiên để mà, và bây giờ thì cũng đang trong cái giai đoạn nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới.